Hello, chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube của Hoàng Giang Mua Nhà Mua Đất Nha Trang. Đây là quang cảnh trung tâm phố Tây đây, một con hẻm thông qua chợ đêm. Đây là hẻm ô tô mọi người nhé, trung tâm phố Tây luôn. Có một cái căn nhà nguyên căn đang muốn cho thuê, phù hợp cho anh chị nào đang có nhu cầu làm du lịch. Được trang trí rất là đẹp. Wow, nó nước Việt Nam. Wow, quá đẹp luôn. Đây là từ trên tầng cao xuống. Đây được phòng, đây là hai phòng. Đây là có 4 cái giường. Ai thuê chúng ta lắp thêm trang thiết bị vào thôi. Đỡ rất là nhiều chi phí luôn á anh Toàn ạ. Chi phí là mấy cái này nhiều lắm nè. Cái này về mình chỉ muốn để mua gối thôi. Đây toilet cũng khá là rộng. Về trang trí thôi. Giường có sẵn hết rồi nha, gối nè. Đây tay ba lô thấy đỡ lắm. Thì đó vậy, không tay hostel gì cũng được. Tay ba lô ở ngay đây. Nhà là 3 tầng. Này tầng 3, đây chúng ta xuống tầng 2. Trên là 6 giường. 6 giường sân thượng. Dưới đây là thêm 2 phòng đó. Phòng này cũng 4 giường. Có cửa sổ thoáng. Sáng không mọi người? Giường chắc chắn. Góc này là có thể để điện thoại ở đâu này? Không, đây nè. Mỗi giường đều có locker. À, có locker ở dưới hả? Locker riêng nha, từng giường nha. À, riêng luôn. Đây có cầu thang lên nè. Lên trên đường luôn đúng không? Đúng. À, đây. Đây là một phòng nữa, phòng này thì khá lớn. Phòng này thì trang trí khoảng 8 giường. Thế tổng cộng nãy giờ 4 phòng là được 18 giường rồi đấy. Có 18 người ở rồi mọi người. Đây chúng ta dùng vệ sinh chung. Thì có không gian tắm riêng này. Thì em đi vệ sinh đấy, rất là ok. Đây có tủ để đồ. Và mỗi giường thì đều có tủ riêng. Đây tủ này để đồ này. Để đồ cá nhân. Phòng đẹp quá anh Tài. Chúng ta xuống nó tầm trệt. Nhà thì được trang trí khá là đẹp. Mắt phục vụ du lịch. Ở dưới một phòng mà thì cho nhân viên ở. Đây là khu vực bếp, cái mini bếp thôi. Cũng khá là ok. Trên này là tủ bếp. Cái nhà vệ sinh thì có 3 cái toilet riêng luôn. Ở dưới thân tiện, không phải dạy nhau. Nói chung là thiết kế khá hài hòa. Chúng ta đi ra trước đường nha. Đẹp quá. Đây rất là nhiều nhà hàng, khách sạn nè. Hẻm này hẻm thông, ô tô đi thoải mái. Nên là thông qua bên này. Bên này đi ra biển, ra chợ đêm luôn. Đây nhiều khách sạn đang được xây. Đây đi bộ ra biển nhá, khoảng 5 phút thôi mọi người ạ. Đấy, nên ai mà thuê kinh doanh ở đây thì mình thấy khá là hợp lý đấy. Tối ở đây là một căn cái chợ đêm, nơi là sầm uất nhất là buổi tối buôn bán ấy, khách du lịch rất là đông. Tiếng Anh chúng ta như là panorama. Đây không? Đây mà đấy, tôi đi từ ngoài đường Hùng Vương vào lại này, khá là gần mọi người ạ. Căn này thì một trệt hai lầu, hơn 60m2. Nhưng bây giờ chúng ta vào chỉ đầu tư khoảng thêm vài chục triệu thôi. Đó, để kinh doanh được ngay. Ok, mọi người muốn đi xem nhà thì vui lòng liên hệ với tôi, có cái số điện thoại ở dưới phần mô tả nhé.
Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.